Arsenal đồng ý các điều khoản cá nhân với Coutinho. Theo thông tin từ The Sun, Arsenal chuẩn bị kết thúc vụ chuyển nhượng với tiền vệ Philippe Coutinho của Barcelona sau khi đạt được thỏa thuận với các điều khoản cá nhân. Coutinho từng là ngôi sao sáng tại Premier League trong màu áo Liverpool. Sau đó, anh chuyển sang thi đấu cho Barca với giá 145 triệu bảng vào tháng 1/2018. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil không thể hiện được nhiều và đã được đem cho mượn tại Premier League ở mùa giải 2019-2020. Do hùm xám không có định mua đứt, nên Coutinho buộc phải tìm kiếm bên đâu mới. Trong ngày hôm nay, anh cùng người đại diện đã tới tham quan sân tập của Arsenal và hai bên được cho đã đạt được các điều khoản cá nhân. Đã có suất dự Europa League mùa tới, sau khi vô địch FA Cup, Arsenal tích cực tăng cường lực lượng cho mình. Một trong những mục tiêu hàng đầu của Arsenal trong phiên chợ hè này chính là Philippe Coutinho. Huấn luyện viên Mikel Arteta xác định pháo thủ cần một số 10 mới trong bối cảnh số 10 sẵn có ở sân Emirates là Mesut Ozil từ lâu đã không còn chứng tỏ được giá trị của mình. Trước đó, tờ Sport của Tây Ban Nha tiết lộ Arsenal đã đàm phán cả với phía câu lạc bộ chủ quản Coutinho là Barcelona và người đại diện của anh là siêu cò Kia Nuracian. Juventus sa thải Sarri sau thất bại trước Lyon tại Champions League. Báo chí Italia đồng loạt loan tin huấn luyện viên Maurizio Sarri đã bị Juventus sa thải sau khi đội bóng này thất bại trước Lyon tại vòng 1/8 Champions League. Maurizio Pochettino, Zinedine Zidane và Simeone Inzaghi là những ứng viên thay thế. Juventus thông báo Sarri sẽ rời vị trí huấn luyện viên Juventus. Cảm ơn Sarri vì đã viết trang lịch sử mới cho đội bóng với Scudetto lần thứ 9 liên tiếp và hành trình tuyệt vời khi ông đã leo qua mọi cấp độ của Real Italia. Trang chủ Juventus.com thông báo qua hai câu văn. Juventus đã giành chiến thắng 2-1 trước Lyon ở lượt về vòng 1/8 Champions League, nhưng như thế là chưa đủ khi họ đã để thua 0-1 ở lượt đi trên sân đối thủ. Ba đâm già bị loại bởi luật bàn thắng sân khách một cách đầy cay đắng. Trước đó, Juventus đã giành chức vô địch Serie A lần thứ 9 liên tiếp, nhưng đây là lần đăng quang kém cỏi nhất của họ trong nhiều năm qua. Họ cũng đã thất bại trong trận siêu cúp Italia và chung kết Coppa Italia. Những kết quả này khiến ban lãnh đạo Juventus không thể ngồi yên, đặc biệt là khi đội bóng đã đầu tư rất nhiều tiền để mang về các ngôi sao, nhưng lối chơi lại không có chút đường nét nào. Theo báo chí Italia, một cuộc họp khẩn đã được tổ chức do chủ tịch Andrea Agnelli. Kết quả cuối cùng là Sarri bị sa thải và Juventus đang tìm kiếm ứng viên thay thế. Maurizio Pochettino, Zinedine Zidane và Simeone Inzaghi là những ứng viên tiềm năng nhất. David Silva sẽ ký hợp đồng với Lazio vào ngày 10 tháng 8. Tiền vệ David Silva dự kiến sẽ ký hợp đồng 3 năm với Lazio vào ngày hôm thứ Hai theo dạng chuyển nhượng tự do từ Man City. Vào dạng sáng ngày 8 tháng 8, khi Man City đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1 tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2019-2020 trên sân nhà Etihad, thì David Silva đã chơi trận cuối cùng cho đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Trước đó, cầu thủ 34 tuổi người Tây Ban Nha đã nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ phía các câu lạc bộ đến từ giải nhà nghề Mỹ, mà cụ thể là Inter Miami, LS Galaxy hay Orlando City. Nhưng cuối cùng, David Silva lại lựa chọn Syria. Như ông bố của Silva cho hay, thì cậu con trai rất háo hức với chuyến phiêu lưu sắp tới ở Italia. Theo một loạt báo chí Italia, thì David Silva nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng với Lazio vào ngày thứ Hai. Ban lãnh đạo Lazio và đặc biệt là huấn luyện viên Simeone Inzaghi tin tưởng Silva là mảnh ghép tuyệt vời cho tham vọng của câu lạc bộ khi họ tham dự vòng bảng Champions League 2020-2021. Lazio dự kiến ký hợp đồng 3 năm với Silva kèm theo mức lương 3,5 triệu euro mỗi năm, có thể tăng lên thành 4 triệu euro một năm và các đặc quyền như được sử dụng máy bay riêng cho các chuyến trở về Tây Ban Nha thăm gia đình hay có một tài xế riêng tại thủ đô Thành Lôm. Huấn luyện viên Lampard gầm xác nhận Willian chuyển đến Arsenal. Arsenal đạt được bước tiến quan trọng trong thương vụ ký hợp đồng với tiền vệ Willian của Chelsea. Theo Sky Sport, pháo thủ thuyết phục Willian ngồi vào bàn đàm phán để ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Hợp đồng hiện tại giữa tiền vệ Brazil và Chelsea sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2019-2020. Ngôi sao 31 tuổi cũng đã từ chối gia hạn hợp đồng với The Blues do không vừa lòng với đề nghị ký 2 năm với câu lạc bộ. Về phía Lampard, dù rất muốn giữ Willian, nhưng ông vẫn tôn trọng quyết định của cậu học trò. Trước thềm trận đại chiến với Bayern Munich, thuyền trưởng người Anh cho biết không hề có bất kỳ thất vọng nào về tình hình hiện tại giữa đôi bên.
Tôi cũng không có câu trả lời nào cho các bạn về vấn đề này. Willian vẫn là cầu thủ của chúng tôi. Với tư cách một câu lạc bộ, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Mối quan hệ giữa tôi và Willian rất thân thiết. Thực sự tôi cảm thấy thất vọng với quyết định của cậu ấy. Willian có những quyết định của riêng mình. Chúng tôi với tư cách một câu lạc bộ vẫn sẽ tiến về phía trước bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa, Lampard khẳng định. Mùa giải này, Willian ra sân tổng cộng 47 lần cho Chelsea trên mọi đấu trường, có được 11 bàn thắng, trong đó 9 bàn ở sân chơi Premier League. Tham vọng sở hữu Sancho của MU sắp tan thành mây khói. Báo chí Đức cho hay, Dortmund sẽ đề nghị gia hạn hợp đồng với cầu thủ rời đời Sancho, kèm thù lao tăng lên đáng kể. Nếu tới ngày 10 tháng 8, Manchester United vẫn không đồng ý mức giá 108 triệu bảng mà họ đưa ra. Hiện tại cả MU lẫn Dortmund vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng. Bất chấp nhiều tờ báo uy tín tại Anh như tờ Guardian khẳng định, Quỷ Đỏ đã được thỏa thuận cá nhân với ngôi sao 20 tuổi. Tờ Berlin cho biết, Dortmund sẽ cố gắng thuyết phục Sancho ở lại câu lạc bộ thay vì ra đi. Đổi lại, đại diện Bundesliga sẵn sàng cải thiện mức lương 190.000 bảng mỗi tuần mà khung cầu thủ của Man City đang nhận tại đội bóng. Berlin cũng hé lộ mức lương mỗi mùa của Sancho sẽ tăng từ 5,4 triệu bảng lên thành 9 triệu bảng. Nếu thành công, đây là lần thứ 3 ngôi sao 20 tuổi được Dortmund cải thiện hợp đồng kể từ khi anh đặt chân tới đội bóng năm 2017. Lúc này, Sancho còn giao kèo với Dortmund tới 2022. Dù vậy, số tiền lương mà Dortmund đưa ra vẫn ít hơn những gì phía MU rủ rô Sancho, được cho lên đến 350.000 bảng mỗi tuần. Sau khi đã giải quyết xong Alexis Sanchez, MU rất muốn Sancho về Old Trafford để kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại. Về phần Dortmund, họ vẫn bảo lưu mức giá 108 triệu bảng không bớt xu nào cho Sancho, người đã ghi 20 bàn thắng cùng 20 đường kiến tạo cho câu lạc bộ trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, MU nhận định đây là con số quá cao trong bối cảnh chi phí chuyển nhượng nói chung đều có xu hướng đi xuống do ảnh hưởng tài chính từ đại dịch Covid-19. Aubameyang nhận giải cầu thủ Arsenal xuất sắc nhất mùa giải 2019-2020. Chân sút Premier League Aubameyang đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bình chọn cầu thủ Arsenal hay nhất mùa giải. Cụ thể, Aubameyang nhận tới 47% số phiếu từ cổ động viên trong cuộc bình chọn cầu thủ Arsenal hay nhất mùa giải. Vị trí thứ hai thuộc về thủ thành Ben Leon với 16%. Thứ ba là cầu thủ trẻ đa năng Bajako Saka với 10%. So với các đồng đội thì mùa giải 2019-2020 rất thành công với Aubameyang. Anh ghi được 29 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo sau 44 trận trên mọi đấu trường. Chính Abu là người lập cú đúp để giúp Arsenal đánh bại Chelsea trong trận chung kết FA Cup vừa qua. Đây được coi là giải thưởng an ủi với Aubameyang khi mà chân sút này không có tên trong danh sách đề cử cầu thủ hay nhất mùa giải. Gồm có Jordan Henderson, Sadio Mane, Alexander Arnold của Liverpool, Kevin Bruyne của Man City, Danny Ings của Southampton và Jamie Vardy của Leicester. Gần đây, Arsenal được cho có được thỏa thuận miệng với Aubameyang về bản hợp đồng 3 năm cùng mức lương 250.000 bảng mỗi tuần. Ngay trận đầu tiên, Dejan Lovren đã giành được danh hiệu của đội bóng mới. Trung vệ vừa được Liverpool bán cho Zenit, Dejan Lovren vừa có trận ra mắt đội bóng mới vào ngày hôm qua. Ngay sau trận đấu, anh đã có được danh hiệu đầu tiên cùng Zenit. Lovren từng có 6 năm cống hiến cho Liverpool. Anh mới đoạt chức vô địch Premier League 2019-2020 trước khi chuyển sang khoác áo Zenit cách đây ít hôm với giá 10 triệu bảng. Ở trận Zenit giành chiến thắng 2-1 trước Lokomotiv Moscow, tân binh mới ký hợp đồng 3 năm với đại diện nước Nga, chơi trọn vẹn 90 phút và giúp đội nhà giành được siêu cúp nước Nga. Sau trận đấu này, cầu thủ 31 tuổi của Latvia đã đăng ảnh anh đang nâng cúp và khoe chiếc huy chương mình vừa giành được cùng Zenit lên trang Twitter. Cùng với đó với thông điệp ngắn gọn, danh hiệu đầu tiên trong trận đấu đầu tiên cùng Zenit. Ngay khi dòng trạng thái của Lovren, hai đồng đội cũ của anh ở Liverpool là tiền vệ Jordan Henderson và tiền đạo Roberto Firmino đã gửi bình luận chúc mừng cầu thủ này. Trong bộ sưu tập danh hiệu của mình, Lovren đã có tổng cộng 7 chiếc cúp lớn nhỏ giành được cùng Dynamo Rangers, Lyon, Liverpool và mới nhất là Zenit. Đáng kể nhất là chiếc vô địch Champions League 2018-2019 và Premier League 2019-2020. Đội bóng của anh đã hoàn tất mùa giải 2019-2020 giống như Liverpool. Zenit cũng đạt được chiếc vô địch ở giải vô địch quốc gia Nga đầy thuyết phục. Sau 30 vòng, họ cán đích ở vị trí thứ nhất, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Lokomotiv Moscow tới 15 điểm.
Eden Hazard nhắm mắt quên đi một năm mịt mù. Bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro của Real Madrid chỉ dứt điểm được đúng một lần trước Man City và nó đi trượt khung thành. Eden Hazard bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để vớt vát lại một mùa giải bỏ đi. Trong ngày đăng quang La Liga của Real Madrid, có hai siêu sao bạc triệu không được vui, đó là Gareth Bale. Lý do vì sao thì ai cũng đã rõ. Còn người kia là Hazard, cầu thủ chỉ ra sân 16 lần và ghi được đúng một bàn thắng ở giải quốc nội. Với một siêu sao, việc để đồng đội phải gánh mình thực sự là một điều xúc phạm. Hazard đã không cống hiến được nhiều cho Real Madrid, phần nhiều vì chấn thương, phần ít là vì phong độ xuống cấp. Cảm giác được mua về để trở thành trụ cột, bóng bị biến thành cây dây leo chắc chắn không dễ nuốt trôi. Nhưng huấn luyện viên Zinedine Zidane vẫn đặc biệt mến mộ Hazard. Ông không hề nghi ngờ một chút nào về đẳng cấp của anh, tin tuyệt đối vào việc khi có chọn 100% sức khỏe, Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chính vì thế, ở trận đấu quan trọng ở mùa giải với Man City ở Etihad, bất chấp ánh nhìn kỳ vọng của Marco Asensio và Vinicius, kiên quyết xếp Hazard là chính. Kết quả ra sao thì tất cả mọi người đều rõ. Man City giành chiến thắng 2-1, tổng cộng 2 lượt trận là 4-2 để hiên ngang vào tứ kết. Công bằng mà nói, đây là chiến thắng trực tiếp của Guardiola trước Zidane về mặt chiến thuật. Lối chơi pressing tầm cao, có bài bản của Man City đã buộc Leon tự mắc sai lầm, dẫn đến không thể triển khai được lối chơi thường thấy và thất bại. Sẽ không nhiều người phản đối ý kiến cho rằng, kể cả có Asensio hay Vinicius đá chính thay Hazard, kết quả cũng không thể khác. Nhưng với việc thân mang trọng trách của một siêu sao, muốn đòi lại vai trò số 1, màn thể hiện của Hazard dưới rất nhiều so với kỳ vọng. Juventus bổ nhiệm Pirlo là tân huấn luyện viên, chỉ sau vài giờ sa thải Sarri. Chỉ sau vài giờ sa thải huấn luyện viên Maurizio Sarri, ban lãnh đạo câu lạc bộ Juventus đã bổ nhiệm người cũ là cựu tiền vệ Andrea Pirlo làm thuyền trưởng mới của đội bóng. Theo thỏa thuận mới được ký kết thì các bên sẽ hợp tác với nhau trong vòng 2 năm. Trên trang web chính thức của câu lạc bộ, bà đâm ra thành Turin xác nhận thông tin trên bằng thông báo. Câu lạc bộ quyết định đặt chọn niềm tin vào Pirlo sau khi đã lựa chọn ông trở thành huấn luyện viên đội U23. Quyết định này dựa trên niềm tin Pirlo có một đội hình tài năng và đẳng cấp để theo đuổi những thành công mới. Đáng chú ý, trước khi chỉ định làm người thay chỗ của Sarri, Pirlo chưa hề có kinh nghiệm dẫn dắt đội một ở câu lạc bộ nào. Ông mới chỉ nhận lời làm huấn luyện viên đội U23 Juventus hồi tháng trước và chỉ vừa chỉ đạo đúng một trận ở Serie C, tương đương giải hạng 3 Italia. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân, nhưng Pirlo rất hiểu Juventus vì từng là công thần của đội bóng áo sặc trắng đen. Trước khi giải nghệ cách đây 3 năm, cựu tiền vệ có biệt danh nhà ảo thuật này từng gặt hái vô số các thành công cùng Juventus sau khi chuyển tới Turin từ AC Milan theo đại chuyển nhượng tự do năm 2011. Trong 4 năm đá cho Juve, cựu danh thủ 41 tuổi này đã chơi 164 trận, ghi 19 bàn thắng và giúp đội bóng của mình vô địch Serie A 4 mùa liên tiếp. Ngoài ra, ông còn giành thêm 3 danh hiệu nữa cùng Juventus là Cúp quốc gia Italia 2015, Siêu cúp Italia 2012 và 2013.